Xin kính chào quý phụ huynh, các bạn và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học bài đầu tiên sách tiếng Việt lớp 2, tập 2, kết nối tri thức với cuộc sống. Đó là chuyện bốn mùa. Tiết 1, 2, 3, 4, trang 9, 10, 11. Và đây là bài đầu tiên của chủ đề vẻ đẹp quanh em. Các con ạ, một năm của chúng ta có bốn mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Và chúng ta đang là ở mùa đông. Các con hãy nói về thời tiết ngày hôm nay ở tại nơi con ở. Còn cô giáo ở Hà Nội cho nên hiện giờ đang là mùa đông, nên trời rất là lạnh và mọi người phải mặc áo ấm để giữ ấm cho cơ thể, đảm bảo sức khỏe. Các con quan sát và cho cô biết nội dung của bức tranh vẽ những gì? À, đây là bức tranh vẽ bốn cô gái. Đó chính là bốn cô tiên đang đứng quanh một bà cụ. Một cô tiên, mỗi cô tiên có một vẻ đẹp, một kiểu trang phục khác nhau. Cô thì có vòng hoa rực rỡ ở trên đầu. Cô thì cầm quạt. Cô thì mặc nhiều váy áo có vẻ như rất là lạnh. Đó. Cô thì tay cầm giỏ quà. Họ đang nói chuyện rất vui vẻ với bà cụ. Và đây chính là bức tranh minh họa câu chuyện, đó là chuyện bốn mùa. Và đó chính là bài đọc hôm nay chúng mình sẽ học. Bốn nàng tiên trong chuyện tượng trưng cho bốn mùa trong năm: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Các con hãy đoán đâu là nàng tiên mùa xuân. À, đây chính là nàng tiên mùa xuân, có hoa ở trên đầu và có những con bướm đang bay rập rờn trên những bông hoa. Thế còn nàng tiên cầm quạt này, con đoán đó là nàng tiên mùa nào? Đây chính là nàng tiên mùa hạ. Thế còn nàng tiên cầm giỏ quả, đây chính là nàng tiên mùa thu. Thế còn nàng tiên mặc nhiều trang phục, đó là nàng tiên mùa đông. Xuân, hạ, thu, đông. Bốn nàng tiên đang nói chuyện với bà cụ rất là vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc bài chuyện bốn mùa. Các con nghe cô đọc mẫu. Chuyện bốn mùa. Ngày đầu năm, bốn nàng tiên xuân, hạ, thu, đông gặp nhau. Đông cầm tay Xuân bảo: "Chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu chị. Chị về cây nào cũng đâm chồi nảy lộc." Xuân nói: "Nhưng nhờ có em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt, học sinh mới được nghỉ hè." Nàng Hạ tinh nghịch xen vào: "Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu làm sao có đêm trăng rằm rước đèn phá cỗ." Giọng buồn buồn, Đông nói: "Chỉ có em là chẳng ai yêu." Thu đặt tay lên vai Đông thủ thỉ: "Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn." Bốn nàng tiên mải chuyện trò, không biết bà đất đã đến từ lúc nào. Bà nói: "Xuân làm cho cây lá tươi tốt, hạ cho trái ngọt hoa thơm, thu làm cho trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tự trường. Còn cháu Đông, cháu có công ấp ủ mầm sống, để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu." Theo từ Nguyên Tĩnh. Các con vừa nghe cô đọc mẫu, các con lưu ý khi đọc, các con cần nhớ cách đọc lời thoại của nhân vật
Đó là lời của bốn cô tiên thì giọng nhí nhảnh, hồn nhiên. Còn lời của bà đất thì giọng trầm lắng. Trong bài có một số từ khó, các con luyện đọc. Bập bùng bếp lửa, đâm chồi nảy lộc, sung sướng về có ích. Cô mời chúng mình luyện đọc lại. Cô mời các con luyện đọc câu dài. Nhưng nhờ có em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt, học sinh mới được nghỉ hè. Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người có giấc ngủ ấm trong chăn. Còn cháu Đông, cháu có công ấp ủ mầm sống, để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Cô mời các con luyện đọc lại. Các con thân mến, chuyện bốn mùa của chúng mình có thể chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến rước đèn phá cỗ. Đoạn 2, tiếp theo đến trong chăn. Đoạn 3 là phần còn lại. Bây giờ chúng mình cùng nhau đọc đoạn. Đoạn 1, chuyện bốn mùa. Ngày đầu năm, bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau. Đông cầm tay Xuân bảo, chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu chị. Chị về, cây nào cũng đâm chồi nảy lộc. Xuân nói, nhưng nhờ có em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt, học sinh mới được nghỉ hè. Nàng Hạ tinh nghịch xen vào, thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đèn phá cỗ. Đoạn 2, giọng buồn buồn, Đông nói, chỉ có em là chẳng ai yêu. Thu đặt tay lên vai Đông thủ thỉ, có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn. Đoạn 3, bốn nàng tiên mải chuyện trò. Không biết bà đất đã đến từ lúc nào, bà nói, Xuân làm cho cây lá tươi tốt, Hạ cho trái ngọt hoa thơm, Thu làm cho trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tự trường. Còn cháu Đông, cháu có công ấp ủ mầm sống, để xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu, theo từ Nguyên Tĩnh. Bây giờ các con bấm dừng video để chúng mình luyện đọc. Luyện đọc xong, chúng mình lại bấm tiếp theo. Các con thân mến, trong bài đọc có từ đâm chồi. Chị về cây nào cũng đâm chồi nảy lộc. Vậy con hiểu đâm chồi nghĩa là gì? À, đây là hình ảnh cây đang đâm chồi nảy lộc, tức là mọc ra những mầm non. Thế còn đơm có nghĩa là gì? Cây trong vườn mới đơm trái ngọt. Vậy đơm trái ngọt nghĩa là gì? À, đơm trái ngọt tức là nảy ra. Đúng không? Cây ra quả ngọt thì có thể dùng từ đơm. Từ đơm trong câu này có nghĩa là nảy ra. Đây là hình ảnh cây trong vườn đơm trái ngọt. Bây giờ chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1. Bốn nàng tiên tượng trưng cho những mùa nào trong năm? Các con suy nghĩ để trả lời.
Bốn nàng tiên tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Đó chính là bốn mùa trong năm. Vậy cô đố các con, vì sao nàng xuân lại tượng trưng cho mùa xuân? À, vì khi mùa xuân xuất hiện thì cây cối trong vườn đâm chồi nảy lộc, đúng không nào? Chính vì vậy nàng tiên mùa xuân tượng trưng, nàng xuân tượng trưng cho mùa xuân. Câu 2, theo nàng tiên mùa hạ, vì sao thiếu nhi thích mùa thu? À, bởi vì không có mùa thu thì không có đêm rằm rước đèn phá cỗ, đúng không? Thiếu nhi thích em thu nhất, không có thu làm sao có đêm trăng rằm rước đèn phá cỗ. Chính là Tết Trung Thu mà các con được phá cỗ Trung Thu, được xem múa lân, được rước đèn ông sao. Cho nên thiếu nhi rất thích Tết Trung Thu vì các bạn được chơi, được vui chơi, được phá cỗ và rất nhiều trò chơi, rất nhiều đồ chơi trong dịp Tết Trung Thu. Và Tết Trung Thu chính là mùa thu, đúng không? Mùa thu có Tết Trung Thu, cho nên trẻ em rất thích mùa thu để được đón Tết Trung Thu. Câu 3, dựa vào bài đọc, nói tên mùa phù hợp với mỗi tranh. Đó chính là nội dung của câu 3. Các con quan sát kỹ từng tranh để trả lời. Các con thân mến, trong bài của chúng mình có 4 bức tranh. Các con hãy quan sát lần lượt từng tranh và cho biết tên mùa ứng với mỗi tranh. Cô mời các con trả lời. Vậy tranh 1 phù hợp với mùa nào đây? À, chính là mùa xuân. Tranh thứ 2 là mùa nào? À, tranh thứ 2 chính là phù hợp với mùa đông, đúng không? Tranh thứ 3, à, mùa hạ. Tranh thứ 3 chính là mùa hạ. Tranh thứ 4 phù hợp với mùa nào? Chính là mùa thu, đúng không nhỉ? Vậy cô đố các con, vì sao mà con lại chọn tranh số 1 là mùa xuân? À, bởi vì con thấy hình ảnh cây cối đang đâm chồi nảy lộc, đúng không nào? Vì thế chúng mình nghĩ ngay đến mùa xuân, bởi vì mùa xuân thời tiết ấm áp, mưa phùn nhỏ, rất là phù hợp cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Đây chính là hình ảnh cây có những lộc non đang chồi ra. Vậy đó chính là mùa xuân, đúng không? Còn tranh thứ 2, sao con lại chọn đây là mùa đông? À, vì có hình ảnh ngồi bên bếp lửa hơ tay cho ấm và bạn nhỏ ở trên giường ngủ phải đắp chăn cho ấm vì thời tiết lạnh. Vậy đây chính là mùa đông. Thế còn bức tranh số 3, sao con lại chọn là mùa hạ? Vì cây trái trong vườn đã chín, đúng không nhỉ? Ánh nắng mặt trời, đúng không? Chiếu xuống và những quả đã chín vàng, báo hiệu một mùa bội thu, hoa quả ngọt, đúng không nào? Trái ngọt. Đây nữa, con nhìn hình ảnh quả chín đỏ, còn đây là hình ảnh quả đã chín vàng. Thế còn tranh thứ 4, đây chính là mùa thu vì có hình ảnh các bạn đang múa lân, đang vui chơi Tết Trung Thu, đúng không nào? Và các con, cô tin rằng bạn nào cũng thích Tết Trung Thu, đúng không nào? Được múa lân, được bố mẹ mua cho mặt nạ và nhiều đồ chơi khác để chúng mình chơi, rước đèn ông sao. Và ở trường mình cũng tổ chức các chương trình vui Trung Thu, bày cỗ Trung Thu, múa lân, múa sư tử và được xem, được gặp gỡ với chị Hằng và chú Cuội, đúng không nào?
Vậy là chúng mình đã tìm được tên của từng mùa trong năm phù hợp với các bức tranh. Và chúng mình sẽ sắp xếp lại các mùa trong năm lần lượt, đó là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Mùa hạ chính là mùa hè, trời nắng và các con được nghỉ hè. Chúng mình chuyển sang câu 4. Vì sao bà đất nói cả bốn nàng tiên đều có ích và đáng yêu? Cô mời các con đọc thầm bài để trả lời. Bà đất nói cả bốn nàng tiên đều có ích và đều đáng yêu. Đúng không nào? Vì bốn nàng tiên đều có ích, vì mùa xuân làm cho cây lá tươi tốt, còn mùa hạ thì cho trái ngọt hoa thơm, còn thu làm cho trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tựu trường, đông thì có công ấp ủ mầm sống, để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Chính vì vậy, bà đất nói rằng cả bốn nàng tiên đều có ích và đều rất là đáng yêu. Và khi được trò chuyện với bà đất như vậy và được nghe lời bà đất nhận xét, thì cả bốn nàng tiên đều rất là vui vẻ vì thấy rằng mình đều có ích và đều đáng yêu. Tiếp theo, chúng mình chuyển sang luyện tập theo văn bản đọc ở sách giáo khoa trang 10. Câu 1. Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm? A. Bốn nàng tiên cầm tay nhau trò chuyện. B. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu. Chúng mình đã biết thế nào là câu nêu đặc điểm rồi. Câu nêu đặc điểm là trong câu có từ chỉ đặc điểm. Và trả lời cho câu hỏi như thế nào? Đúng không nào? Thì đó là câu nêu đặc điểm. Vậy các con suy nghĩ câu A có bốn nàng tiên cầm tay nhau trò chuyện có từ chỉ đặc điểm không? Câu A là câu nêu hoạt động vì có từ cầm tay. Cầm tay là hoạt từ ngữ chỉ hoạt động. Vậy đây là câu nêu hoạt động. Câu B là câu nêu đặc điểm vì có từ chỉ đặc điểm, đó là từ có ích, đáng yêu. Và trả lời cho câu hỏi như thế nào? Vậy đáp án đúng của chúng mình là đáp án B. Vì bài ở câu số 1 nội dung yêu cầu chúng mình tìm câu nêu đặc điểm nên chúng mình chọn đáp án B. Còn nếu nội dung bài yêu cầu chúng mình tìm câu nêu hoạt động thì mình mới chọn câu A. Còn với bài này là câu nêu đặc điểm, yêu cầu chúng mình tìm câu nêu đặc điểm. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu. Đây là câu nêu đặc điểm. Câu 2. Chúng mình cùng tham gia trò chơi hỏi nhanh đáp đúng. Câu hỏi là mùa xuân có gì? Mùa xuân có chấm chấm. Nào, cô mời các con trả lời câu hỏi mùa xuân có gì? Mùa xuân có cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân có những tia nắng ấm áp. Mùa xuân có chồi non lộc biếc. Mùa xuân có cây lá xanh tươi. Mùa xuân có trăm hoa đua nở rực rỡ. Vân vân, đúng không nào? Thế còn mùa hạ có gì? Mùa hạ chính là mùa hè, đúng không nhờ? Mùa hè có ông mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, đúng không nhờ? Chúng mình được nghỉ hè, được đi tắm biển, được đi du lịch cùng bố mẹ, đúng không? Chúng mình ngồi trong phòng điều hòa cho mát để tránh nắng, đúng không nào? Và mùa hè thì cây cối đâm chồi nảy lộc ở mùa xuân rồi, tươi tốt và ra trái ngọt, ra quả, ra hoa. Nhờ có ánh nắng mùa hè thì quả được chín, được ngọt, đúng không nhờ? Làm cho quả thêm ngọt hơn và chín. Đến mùa thu thì quả đã chín và bầu trời trong xanh, chúng mình thu hoạch quả, đúng không nhờ? Những trái ngọt đó nhờ ánh nắng mặt trời. Rồi mùa thu của chúng mình thì có
Rước đèn ông sao, có Tết Trung Thu, các bạn nhỏ xem múa lân, xem chú cuội và được tham gia các trò chơi, đúng không nhỉ? Được phá cỗ đêm trăng rằm, vân vân. Sau đó là đến mùa đông. Mùa đông thì trời rất là lạnh, đúng không? Chúng mình phải mặc áo ấm. Chúng mình ngồi trong phòng điều hòa bật nhiệt độ ấm. Và mỗi khi tắm, chúng mình phải bật bình nóng lạnh, nước đủ ấm để tắm, để đảm bảo sức khỏe. Và chúng mình phải mặc những trang phục mùa đông, những chiếc áo khoác ấm áp. Và khi ngủ, chúng mình làm đệm và đắp chăn để cho ấm. Và điều đặc biệt là chúng mình được đón Tết Nguyên Đán, đúng không? Được đón Tết, được gói bánh chưng, được đón đêm giao thừa, được nhận lì xì và những lời chúc mừng của người thân yêu trong gia đình, họ hàng. Cả bốn mùa đều đáng yêu, đều có ích, đúng không các con? Vậy các con thích mùa nào nhất? À, có bạn nói con thích mùa đông nhất bởi vì mùa đông của chúng mình. Đúng không nhỉ? Mùa đông của chúng mình sau đó là nối liền sang mùa xuân, đúng không? Mùa đông và tiếp nối sang mùa xuân thì chúng mình có Tết. Chúng mình được đi chúc Tết. Chúng mình được dự giao thừa xem bắn pháo hoa. Đúng không? Đấy là mùa đông và chuyển tiếp sang mùa xuân. Đó. Thế còn từ mùa xuân, mùa đông sang mùa xuân, thế còn mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc rồi. Và tiếp nối mùa xuân và chuyển sang mùa hạ. Đúng không? Mùa hạ chuyển tiếp sang mùa thu. Sau mùa thu lại chuyển tiếp sang mùa đông. Và cứ như thế, đó chính là bốn mùa trong năm của chúng mình. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Bây giờ cô mời chúng mình chuyển sang tiết 3 là tiết viết. Hôm nay chúng mình sẽ viết chữ hoa. Cu. Chúng mình quan sát chữ mẫu. Đây là chữ hoa cu. Chữ cu nối liền với chữ u đằng sau thì chúng mình sẽ đọc là cùa. Chữ hoa cu nét một, nét cong kín. Đặt bút trên đường kẻ ngang 6, đưa bút sang trái, viết nét cong kín. Phần cuối lượn vào trong bụng chữ, đến đường kẻ ngang 4 thì lượn lên một chút rồi dừng bút như chữ hoa O. Nét 2, nét lượn ngang. Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút xuống gần đường kẻ ngang 2. Bên trong nét cong thứ nhất, viết nét lượn ngang từ trong lòng chữ ra ngoài. Điểm dừng bút chạm vào đường kẻ ngang 2. Các con quan sát chữ hoa cu. Chữ cu viết hoa cao 5 ô ly. Chữ cu khi kết hợp với chữ u, ta đọc là cùa. Khi đứng một mình, ta đọc là cu. Viết nét cong kín. Phần cuối lượn vào trong bụng chữ, rồi lượn lên một chút, viết nét lượn ngang từ trong lòng chữ ra ngoài, ta được chữ cu viết hoa. Chữ cu viết hoa cao 2 ô ly rưỡi. Chữ cu mà kết hợp với chữ u, ta đọc là cùa. Còn khi đứng một mình, ta đọc là cu. Viết nét cong kín. Phần cuối lượn vào trong bụng chữ, rồi lượn lên một chút, viết nét lượn ngang từ trong lòng chữ ra ngoài, ta được chữ cu viết hoa. Cô mời các con chuyển sang câu ứng dụng.
Quê hương em có đồng lúa xanh. Đây là hình ảnh đồng lúa xanh. Đầu câu viết hoa, cuối câu viết dấu chấm. Lưu ý, các chữ có nét khuyết trên cao 2 ô ly rưỡi và chữ hoa cu cao 2 ô ly rưỡi. Chữ G kéo xuống dưới dòng kẻ ngang đậm 1 ô ly rưỡi. Quê hương em có đồng lúa xanh. Đây là câu ứng dụng của bài viết hôm nay. Bây giờ cô mời các con thực hành viết vở. Trước khi viết vở, cô lưu ý các con tư thế ngồi viết cho đúng và tư thế cầm bút, tay cầm bút cho đúng. Chữ cu viết hoa cao 5 ô ly. Chữ cu khi kết hợp với chữ u, ta đọc là cùa. Khi đứng một mình, ta đọc là cu. Viết nét cong kín. Phần cuối lượn vào trong bụng chữ, rồi lượn lên một chút. Viết nét lượn ngang từ trong lòng chữ ra ngoài, ta được chữ cu viết hoa. Các con viết cho cô hai dòng chữ hoa cu cỡ 5 ô ly. Chữ cu viết hoa cao 2 ô ly rưỡi. Chữ cu mà kết hợp với chữ u, ta đọc là cùa. Còn khi đứng một mình, ta đọc là cu. Viết nét cong kín. Phần cuối lượn vào trong bụng chữ, rồi lượn lên một chút. Viết nét lượn ngang từ trong lòng chữ ra ngoài, ta được chữ cu viết hoa. Các con viết cho cô hai dòng chữ hoa cu cỡ 2 ô ly rưỡi. Các con bấm dừng video để luyện viết. Viết xong các con lại bấm tiếp theo. Cô mời chúng mình chuyển sang viết câu ứng dụng. Quê hương em có đồng lúa xanh. Viết 3 dòng chữ thẳng thanh đậm và 3 dòng chữ nghiêng thanh đậm. Các con luyện viết vào vở ô ly. Lưu ý, viết đúng cỡ chữ, đều nét và lưu ý nối chữ đúng quy định. Quê hương em có đồng lúa xanh. Chấm. Đầu câu viết hoa, cuối câu viết dấu chấm. Cô khen những bạn viết đúng và trình bày sạch đẹp. Tiếp theo cô mời lớp mình chuyển sang tiết kể chuyện. Chúng mình sẽ kể chuyện 4 mùa. Câu 1, dựa vào tranh và trả lời và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh. Và đây là 4 bức tranh minh họa cho câu chuyện 4 mùa. 4 bức tranh của câu chuyện rất là đẹp. Mỗi tranh có các nàng tiên đang nói chuyện với nhau. Các con hãy quan sát kỹ để trả lời câu hỏi của cô. Ở tranh số 1, các con quan sát xem tranh 1 vẽ nội dung gì và nàng tiên mùa đông nói gì với nàng tiên mùa xuân. Tranh số 1 vẽ nàng tiên mùa đông và nàng tiên mùa xuân, hai nàng tiên cầm tay nhau trò chuyện. Phía xa có hình ảnh cây cối đâm chồi nảy lộc. Cây đào nở hoa rực rỡ,
Nàng tiên mùa đông nói với nàng tiên mùa xuân: chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu chị. Chị về, cây nào cũng đâm chồi nảy lộc. Đó chính là bức tranh số 1. Tranh số 2, các con quan sát nội dung bức tranh thứ 2 vẽ gì? Và theo con, nàng Xuân, vườn cây vào mùa hạ như thế nào? Tranh 2, nàng tiên mùa xuân. Con nhìn thấy trên đầu có hoa lá và bướm. Và nàng tiên mùa hạ đang cầm quạt, nói chuyện với nhau. Và có hình ảnh cây cối trong vườn ra rất nhiều quả. Quả chín màu vàng, quả chín màu đỏ. Rất nhiều quả. Và theo nàng tiên mùa xuân, vào mùa hạ, vườn cây cho trái ngọt. Mùa xuân cây tươi tốt, đúng không? Và cây tươi tốt thì sẽ ra nhiều quả. Và dưới ánh nắng mặt trời thì quả sẽ chín và sẽ ngọt. Đó là ánh nắng mặt trời mùa hạ, đúng không nào? Và nàng Xuân nói rằng vào mùa hạ thì vườn cây cho trái ngọt. Thế còn tranh 3? Nội dung tranh 3 vẽ gì? Và nàng tiên mùa hạ nói gì về nàng tiên mùa thu? Tranh 3, nàng tiên mùa hạ đang nói chuyện với nàng tiên mùa thu. Và phía xa xa là thiếu nhi đang chơi phá cỗ đêm rằm. Nàng tiên mùa hạ nói với nàng tiên mùa thu: thế mà thiếu nhi lại thích em thu nhất. Không có thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đèn phá cỗ. Đó chính là nội dung của bức tranh số 3. Thế còn tranh số 4 vẽ gì? Và nàng tiên mùa thu thủ thỉ với nàng tiên mùa đông điều gì? Bức tranh số 4 là cảnh mọi người đang ngồi bên bếp lửa vào mùa đông để sưởi ấm, đúng không nào? Nàng tiên mùa thu đặt tay lên lên vai của nàng tiên mùa đông và thủ thỉ: có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn. Đó chính là nội dung của bức tranh số 4. Tiếp theo chúng mình chuyển sang câu 2, kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh. Chuyện 4 mùa, đây là 4 bức tranh minh họa cho câu chuyện. Chúng mình sẽ kể từng đoạn của câu chuyện. Tranh 1. Đông cầm tay Xuân bảo: chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu chị. Chị về cây nào cũng đâm chồi nảy lộc. Tranh 2, Xuân nói: nhưng nhờ có em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt, học sinh mới được nghỉ hè. Tranh 3, nàng Hạ nói với em Thu: thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đèn phá cỗ. Tranh số 4, giọng buồn buồn Đông nói: chỉ có em là chẳng ai yêu. Thu đặt tay lên vai Đông thủ thỉ: có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn. Các con thân mến, 4 mùa xuân hạ thu đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống. Chúng ta nên yêu cả 4 mùa trong năm nhé. Các con thân mến, trong câu chuyện 4 mùa có 4 nàng tiên, thì con thích nàng tiên nào nhất? Con hãy nói với người thân về nàng tiên mà con thích nhất trong câu chuyện trên nhé. Sẽ có bạn thích nhất là mùa thu, vì mùa thu làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu trường,
và thiếu nhi có đêm trăng rằm rước đèn phá cỗ. Có bạn lại thích mùa xuân vì mùa xuân có nhiều hoa đẹp, đúng không nhỉ? Cây lá, cây tươi tốt và hoa nở rực rỡ. Có bạn lại thích mùa hạ vì mùa hạ thì cây trong vườn cho trái ngọt và chúng mình được ăn nhiều trái ngon, trái ngọt. Có bạn lại thích mùa đông, được nằm trong chăn ấm ngủ và đón Tết, được nhận lì xì, được nhận những lời chúc Tết, được đi chúc Tết với người thân, đúng không nhỉ? Được đón giao thừa, vân vân. Mỗi bạn lại có những ý thích riêng. Chúng mình hãy nói với người thân về nàng tiên mà mình thích nhất. Các con thân mến, câu chuyện bốn mùa đã khép lại nội dung bài học hôm nay. Các con hãy ôn lại bài, luyện đọc và luyện kể lại câu chuyện, và các con luyện viết. Các con có thể xem lại video để cho nhớ bài và chia sẻ video cho các bạn của mình cùng học. Xem video xong, các con bấm like và nút đăng ký để nhận được thêm những bài học tiếp theo của cô. Cô chào các con. Hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo.